Còn con trai thì vô bến vô bờ. Tía đã lùi con nên giấc nền hình. Hai mươi mấy năm trời tiếc thu mang quảng trường. Con chưa một ngày đền đáp nghĩa ơn. Mai mốt đây cô đem thanh làm kể là cả cuộc đời trao trọn cho người ta. Bỏ tiếng cô đơn trong bốn thế tuổi già, những lúc tía buồn ai mua mồi cho tía nhậu. Bởi vậy nhà này chỉ có mình con là bạn nhậu của tía, nên buộc lòng tía con số một bẻo ơi. Nhưng con của tía nay về làm dễ chỉ xui, biết có được cơm chiều hay cực nó khổ lòng đông. Làm ghế thì tía vừa lương vừa lo sợ trong lòng. Không biết rồi con có làm đẹp giả bên người. Tía làm ghế 40 năm rồi nên tía biết cái đắng chăm bề dẫu khó lắm mèo ơi. Nếu con nhậu nhiều má vợ có gầy la, con hại gì thương vợ mà nghe lời chỉ xui của tía. Đi đứng đàng hoàng nói năng lịch sự, kẻo chỉ xui chỉ coi tía ông già gì. Trời con sống im điềm bên tia, một phút
xa đời bao hình ảnh đơn thương, về sống bên kẻ lạ người xa, phần con nhớ mẹ phần lo cho biết, những tia yên tâm thật khổ gian lao đến đâu con cũng chịu, nhưng biết làm sao những mai buổi trong đời. Tía ơi tiếng ai dậu bên nhà nghe ôm chồm có ngủ, âm thanh buồn con nhớ ngủ quá